cộng đồng kinh tế ASEAN AEC đã chính thức hình thành, tạo nên một thị trường lao động với 8 ngành nghề được lưu chuyển tự do. Đây được xem là điều kiện thuận lợi cho thị trường lao động Việt Nam trong việc giải quyết công ăn việc làm cho đội ngũ lao động. Tuy nhiên, việc các nhà đầu tư đổ xô vào Việt Nam cũng vô tình khiến cho lao động nước ta sẽ trở nên thụ động. Thị trường lao động tại Việt Nam được ví như công trường làm thuê khi trình độ lao động thấp, thua kém hơn so với các nước khác. Vì sao lại nói như vậy thì xin mời quý vị theo dõi phóng sự mà phóng viên của chúng tôi đã thực hiện sau đây. Việt Nam là quốc gia có lực lượng lao động dồi dào và tăng đều qua các năm. Theo thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trung bình mỗi năm Việt Nam có thêm khoảng 1 triệu lao động. Lao động của Việt Nam tương đối trẻ, có trên 50% lực lượng lao động nằm trong độ tuổi từ 15 đến 39 tuổi, theo đó được đánh giá là năng động. Theo thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, khi cộng đồng kinh tế ASEAN hình thành, số lượng việc làm tạo thêm ở Việt Nam là tăng khá cao. Tính đến năm 2025, con số này sẽ là 6 triệu, chiếm gần 10% tổng số việc làm tạo thêm trong AEC. Tuy nhiên, trên thực tế, lao động Việt Nam lại kém hơn lao động nước ngoài về trình độ lẫn kinh nghiệm. Trong khi nền kinh tế đang khan hiếm lao động trình độ cao ở nhiều ngành nghề như vị trí tư vấn, thiết kế, quản trị nhân sự, kỹ sư công nghệ thông tin, thì thanh niên lao động của Việt Nam đa phần chỉ đảm nhận những vị trí là công nhân, nhân viên kế toán ở vị trí thấp. Thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng cho thấy, lao động Việt Nam chiếm tới 65% trong tỷ lệ việc làm mới dễ bị tổn thương, tức là công việc làm thuê, công cao lương thấp. Đánh giá của Ngân hàng Thế giới cũng chỉ ra rằng Việt Nam đang rất thiếu lao động có trình độ tay nghề, công nhân kỹ thuật bậc cao. Nếu lấy thang điểm là 10 thì Việt Nam đạt chưa đến 4, tức xếp thứ 11 trên 12 nước châu Á tham gia xếp hạng về trình độ lao động ngành nghề. Sở dĩ có thực tế trên là do xuất phát điểm của Việt Nam ở mức thấp, cơ cấu kinh tế chủ yếu vẫn là nông nghiệp, do đó tỷ lệ lao động tham gia thị trường chính thức chỉ chiếm mức thấp với 30%. Bên cạnh đó thì chất lượng đào tạo lao động cũng còn yếu kém. Mặc dù lao động Việt Nam đã qua đào tạo đại học, cao đẳng hay học nghề có tăng lên nhưng vẫn còn thấp, chỉ chiếm khoảng 38% tổng lực lượng lao động. Lao động qua đào tạo giữ vị trí lãnh đạo cấp cao đến nay vẫn không đáng kể. Thực tế này cho thấy kiến thức học ở nhà trường và việc làm thực tiễn vẫn chưa có mối liên kết chặt chẽ với nhau. Chúng ta đã vướng vào một cái tình trạng đó là chúng ta thừa thầy và thiếu thợ. Đó là vì vậy cho nên là các thợ Việt Nam hiện nay là vừa thiếu, vừa không được chú trọng nên rất là khó cạnh tranh với các thợ kỹ thuật người nước ngoài. Đối với những người gọi là thầy, cái người học là cử nhân ra, thì chúng ta là trong quá trình đào tạo chúng ta thì chúng ta chỉ có đào tạo cho họ về kiến thức, nhưng khả năng vận dụng, khả năng thực hành cũng kém. Vì cộng tất cả yếu tố lại thì chúng ta phải nói rằng là ở mặt bằng chung hiện nay thì việc cạnh tranh trong thị trường lao động ở các nước cộng đồng kinh tế ASEAN trong thời sắp tới sẽ rất là khắc nghiệt đối với lao động Việt Nam, và rất có khả năng là chúng ta sẽ có nhiều lao động chỉ sẽ làm được những công việc lao động thủ công với mức thu nhập thấp và phải nhường lại những công việc có cái hàm lượng chất xám, hàm lượng giá trị cao hơn cho lao động nước ngoài. Trong khi ngoại ngữ hiện nay, nhất là tiếng Anh là yêu cầu mà mỗi quốc gia cần phải có nếu muốn trụ được trong dòng hội nhập. Nhưng trên thực tế, vốn ngoại ngữ của lao động Việt Nam được xếp vào loại thấp hơn so với nhiều nước, cụ thể như Philippines, Thái Lan, Indonesia. Rất ít lao động Việt Nam học các thứ tiếng Thái Lan, Campuchia hoặc tiếng của các nước ASEAN khác. Do đó, khả năng thích nghi với môi trường làm việc mới hết sức khó khăn. Đây cũng là rào cản lớn khiến lao động Việt Nam khó cạnh tranh tìm việc làm. Ngoài ngoại ngữ, hầu hết lao động Việt Nam chưa có sự chuẩn bị cao về kiến thức, kỹ năng cũng như tâm lý sẵn sàng di chuyển sang làm việc tại các nước ASEAN. Về phía doanh nghiệp, quy trình làm việc trong mỗi công ty là yếu tố quyết định đến năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc của mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên, cho đến nay, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn áp dụng chậm chạp và ngại thay đổi. Có những doanh nghiệp Việt Nam sau khi bán cho một doanh nghiệp Nhật, người ta chỉ vào thay đổi một cái quy trình trong cái nhà máy sản xuất, trong cái bộ phận sản xuất thôi, trong cái nhà máy thôi. Năng suất lao động nó tăng lên 30%. Và trong khi là trước đó là mọi người làm không được thì tất cả những cái đó khi chúng ta hội nhập bắt buộc chúng ta phải theo. Bên cạnh đó, vấn đề kỷ luật lao động, ý thức tuân thủ quy định của mỗi công nhân, thành viên trong doanh nghiệp cũng chưa được xem trọng, dẫn đến cơ cấu vận hành chây ì, không có hiệu quả. Đây là những yếu tố khiến lao động Việt Nam đang ở trong thế bị động, thua ngay trên sân nhà bởi khó cạnh tranh về trình độ lẫn tay nghề với nhiều quốc gia trong khu vực. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là lao động Việt Nam cứ mãi dậm chân trong công trường làm thuê. Lao động Việt Nam vẫn có nhiều cơ hội và có khả năng đứng ở vị trí cao trước thềm cạnh tranh nếu khắc phục được những hạn chế hiện tại và phát huy được điểm mạnh của mình.